Tiếp tục thông tin về chuyến công tác của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân tại các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc do phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai tháp tùng đoàn công tác thực hiện. Hôm qua, đoàn công tác do chuẩn đô đốc Thiếu tướng Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau. Đây là một trong số các đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc do Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân quản lý. Tham gia đoàn công tác vùng 5 có đoàn Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn. Hòn Khoai là đảo có độ cao nhất trong 5 đảo mà đoàn đến thăm. Hòn Khoai ở độ cao 311m so với mặt nước biển, đời sống vật chất còn khó khăn, nhưng các chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đây vẫn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu 24/24. Hòn Khoai hiện có 4 lực lượng đang làm nhiệm vụ, gồm Hải quân, Biên phòng, Kiểm lâm và Hải đăng. Tại các nơi đến, lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân cùng lãnh đạo các tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chúc Tết các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Lãnh đạo các đơn vị cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và Đảng bộ chính quyền quân dân và hứa quyết tâm triển khai tốt kế hoạch, trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức cho bộ đội vui xuân đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm. Cảm xúc của đối với riêng tôi cũng như là toàn thể các anh em trong đơn vị là vô cùng là vui và phấn khởi. Anh em ở ngoài trạm đảo xa thì cũng thiếu thốn về mặt tinh thần rất là nhiều. Hôm nay thì đoàn ra, chúng tôi cũng cảm thấy là được bù đắp tình cảm tới từ tất cả mọi người. Cảm xúc đầu tiên là rất là bồi hồi, xúc động. Qua đoàn công tác của lần này thì đã gửi lời động viên đến chúng tôi để đón một cái Tết sum vầy và đầy đủ hơn, củng cố niềm tin cho chúng tôi vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, hải đảo xa xôi. Qua đó chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, góp phần vào bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Trong những năm vừa qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân các tỉnh luôn là nguồn động viên to lớn cho các chiến sĩ thêm chắc tay súng, vững niềm tin canh giữ vùng biển của trời Nam. Nhiều năm qua, các lực lượng đứng chân trên Hòn Khoai khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, làm tốt nhiệm vụ được giao.